Xin chào các khách hàng đang xem live stream của DK Eyebrow Beauty ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp một bạn khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại DK nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu cho mình một chút thông tin về mình hoặc cũng như là khu vực mình đang sinh sống được không ạ? Em tên là Nhung ạ. Hiện tại em đang ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Chào Nhung, thì không biết là tại sao Nhung lại biết đến DK và Nhung đang sử dụng dịch vụ gì tại DK vậy ạ? Em biết đến DK qua Facebook ạ. Và em hiện tại em đang làm lông mày ạ, làm hair shop. Chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ vào tình trạng của bạn khách hàng này nhé. Nhung thì hôm nay qua là sử dụng dịch vụ là điêu khắc hay chóp lông mày. Sau khi Master One Minh Vương lên form dáng cho Nhung thì khách hàng có thể thấy là form dáng lông mày của Nhung thì rất là nhẹ nhàng, tự nhiên, các sợi rất là đẹp đều. Nhung ơi, em có thể cho chị xin một chút cảm nhận sau khi em làm dịch vụ tại DK được không? Em khá là hồi hộp vì không biết là lông mày của mình sẽ như nào. Nhưng mà đến đây thì thấy các chị rất là nhẹ nhàng và tư vấn rất nhiệt tình nên em cũng yên tâm. Em cũng mong chờ là sau 7 ngày bong ra thì nó sẽ ra sao. Dạ vâng, cảm ơn Nhung nhé. Vậy thì hy vọng với cái sự hài lòng của Nhung thì Nhung sẽ còn giới thiệu nhiều bạn bè hơn biết đến DK và làm dịch vụ tại DK nhé. Khách hàng ơi, những ai đang quan tâm đến dịch vụ điêu khắc mày hay các dịch vụ phun xăm của DK thì hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline 0912310000 hoặc có thể nhắn tin qua fanpage DK Eyebrow Beauty để đặt lịch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.